Thượng Dương mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Thượng Dương xin giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn, đây là gia đình nhà nội. Ông bà nội sinh ra 9 người con, có 6 trai, 3 gái. Và hôm nay như mỗi năm thường xuyên tổ chức cho các con, các cháu đi chơi, thì năm nay nhà nội sẽ tổ chức tại Đắk Lắk, đó là homestay. Thượng Dương mời cô chú anh chị và các bạn cùng xem gia đình nhà nội Thượng Dương, đây là đại gia đình của nhà mình. Rất là vui, cô chú anh chị đón xem nha. Những cái trò chơi rất là vui, rất là có ý nghĩa trong những ngày hè cho các con, các cháu. Và hy vọng đây là những cái hình ảnh đẹp mà các cháu, các con sẽ ghi mãi trong trái tim của các con, các cháu. Mai này các con, các cháu đi xa, các con vẫn nhớ về những hình ảnh này nhé. Mua lính thay để khạc à, rồi. Ai gọi? Đồng chí gọi nè. Đồng chí gọi nè. Ai thiếu bạn không? Ai thiếu bạn? Tôi là bạn nhé. Nam, 6, 3,
đây được mấy ngày nha. Đây được mấy ngày nha. Bỏ mình đi. Cho bài này kẹp. Số 3. Bài lệnh 2. Vâng vâng. Cái tiếng 3. Tấm mình đầu tiên. Bỏ anh lại lệnh 4. 3. 3. 3. 3. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.